Chào mừng anh em đã quay trở lại với Relab, và như anh em thấy ở đây mình đang có hai chiếc iPhone XR và đều đang sử dụng hai SIM. Như anh em đã biết thì từ năm ngoái những cái chiếc từ đời XR hay là đời iPhone 11 năm nay thì đều đã có thể là sử dụng được hai SIM rồi. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là cái tỷ lệ anh em sử dụng hai SIM ở trên iPhone nó khá là ít. Vậy thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ với anh em cách làm sao để mà sử dụng hai SIM ở trên iPhone nó hiệu quả nhất cho anh em nào đang thắc mắc hoặc là đang có nhu cầu tìm hiểu nhá. Và như mình đã nói ở đầu video thì nếu như mà anh em muốn sử dụng hai SIM ở trên iPhone thì không còn cách nào khác ngoài việc là phải mua những cái mẫu iPhone XR, XS Max hay là XS hoặc là những cái đời iPhone 11 thì mới có thể là sử dụng hai SIM. Và mình biết rằng là nếu như anh em muốn mua iPhone thế này mà giá tốt thì có thể là tham khảo tại Hoàng Hà Mobile. Hiện tại thì những cái mẫu iPhone 11 đang có mức giá khá là thơm, và như anh em biết thì Hoàng Hà Mobile là một trong những cái đơn vị mà chuyên cung cấp những cái mặt hàng chính hãng giá tốt rồi. Vậy nên là nếu như quan tâm, mình sẽ để đường link ở ngay phần mô tả bên dưới nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại cái trải nghiệm sử dụng hai SIM ở trên những chiếc iPhone thì nó như thế nào và làm thế nào để mà dùng hai SIM được hiệu quả. Thì ở đây mình có hai chiếc iPhone XR. Tuy nhiên thì hai SIM của hai chiếc máy này nó là khác nhau. Ở bên này thì là chiếc iPhone XR với một SIM là SIM vật lý và một eSIM. Còn bên này thì là chiếc XR bản Hồng Kông sử dụng hai SIM vật lý. Vậy nên là nó cũng sẽ có đôi chút khác nhau, và bây giờ thì mình sẽ vào phần cài đặt để cho các bạn thấy nhá. Thì đối với cả cái phiên bản hai SIM vật lý này thì cách để mà dùng hai SIM rất là đơn giản. Anh em chỉ cần là lắp hai SIM vật lý vào và thế là xong, như những cái chiếc điện thoại hai SIM khác từ bao đời nay. Còn đối với cả eSIM thì nó sẽ hơi khác một chút. Cụ thể là chúng ta sẽ phải vào cái phần cài đặt, sau đó thì vào di động. Ở đây thì nó sẽ có một cái mục đó là thêm gói cước di động. Anh em ấn vào cái phần thêm gói cước di động này thì nó sẽ có một cái bước đó là anh em có thể là quét mã QR code hoặc là nhập chi tiết thủ công cái mã cái eSIM để có thể là kích hoạt cái eSIM mà anh em mua lên. Đó. Thì còn ở bên cái chiếc iPhone XR mà cái phiên bản Hồng Kông sử dụng hai SIM vật lý này thì khi mà vào cái phần di động này thì chúng ta sẽ chỉ thấy được rằng là sẽ có hai cái SIM ở đây thôi, chứ không thể nào mà thêm được những cái eSIM. Và đó là cái sự khác biệt. Và anh em cũng lưu ý thêm một điều, đó là về cái phần eSIM thì chúng ta có thể là thêm được nhiều eSIM khác nhau. Tuy nhiên thì chỉ có thể là dùng được hai cái SIM cùng một lúc thôi. Ngoài ra thì để mà phân biệt được là SIM nào SIM chính và SIM nào SIM phụ thì có thể là ấn vào cái phần nhãn gói cước di động cũng ở trong cái phần gói cước đấy, thì anh em sẽ xem được rằng là chúng ta đổi tên được nó là SIM chính hay là SIM phụ. Đấy, cái phần này thì thật ra cũng là phân biệt thôi, chứ mình thấy rằng là mình cũng không là quá kiểu đặt nhiều như thế này đâu. Và nếu như các bạn muốn setup một cái SIM để chuyên để dùng cái dữ liệu di động thôi thì hãy vào cái phần di động ở trong cài đặt này, sau đó thì vào phần dữ liệu di động. Ở trong đây thì chúng ta có thể là chọn được cái SIM nào khi mà chúng ta bật mạng lên thì nó sẽ dùng dữ liệu di động của cái SIM đó. Và chúng ta cũng có thể là thiết lập ở trong danh bạ để mà chuyên sử dụng một cái SIM để mà liên lạc với cả một cái số điện thoại thôi. Các bạn chỉ cần chọn vào cái số điện thoại đấy, và chúng ta có thể chọn là luôn sử dụng là SIM chính hoặc là SIM phụ. Đó, đây cũng là một bước mà anh em nên lưu ý khi mà setup. Tiếp theo thì khi mà sử dụng cuộc gọi thì đây, anh em có thể là dễ dàng lựa chọn là mình sẽ gọi ở SIM chính hay là SIM phụ bằng một cái nút rất là dễ dàng ở phía trên này. Và đối với cả gửi tin nhắn hay là gửi iMessage thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Cuối cùng thì khi mà các bạn muốn bán cái chiếc máy này hoặc là không muốn dùng một cái SIM nào nữa thì có thể là xóa bỏ cái eSIM đấy bằng cách là vào cái phần cài đặt, sau đó thì chọn di động, và chúng ta sẽ chọn đến cái SIM mà chúng ta muốn xóa. Sau đấy thì nó sẽ có ngay cái mục đó là xóa gói cước di động, và anh em chỉ cần ấn vào đây để xóa bỏ cái eSIM ở trên chiếc iPhone này, và thế là xong. Và đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái việc là sử dụng hai SIM ở trên iPhone làm sao để cho nó hiệu quả, cũng như là cái sự khác biệt giữa cái việc là anh em dùng cái iPhone phiên bản Hồng Kông sử dụng hai SIM vật lý nó khác như thế nào với cả cái việc là sử dụng eSIM. Và mình nghĩ rằng là nếu như mà đã mua những cái chiếc iPhone mà hỗ trợ sử dụng hai SIM rồi thì anh em cũng nên là sắm một cái eSIM và dùng xem sao, bởi vì qua cái quá trình trải nghiệm của mình thì mình cũng thấy rằng là dùng hai SIM ở trên iPhone cũng khá là hay đấy chứ. Và đừng quên rằng là nếu như mà muốn sở hữu cho mình những cái chiếc iPhone chính hãng hàng VNA với mức giá tốt thì có thể là tham khảo tại website của Hoàng Mobile. Ở phần link mình sẽ để ngay ở cái phần mô tả bên dưới. Ok, và cảm ơn rất nhiều anh em đã theo dõi video tới đây. Đừng quên nhấn like, nhấn subscribe cũng như là ấn nút chuông để có thể là theo dõi những cái video tiếp theo, tip and trick đến từ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.